Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Lão Mọ sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi IP sang Việt Nam dành cho các bạn khán giả nước ngoài muốn xem các trận đấu Matchroom được phát ở trên cái kênh YouTube của Web Thể Thao. Đầu tiên chúng ta sẽ cài cái ứng dụng có tên là Vietnam VPN Plugin for OpenVPN trên cửa hàng Play Store. Đây này, nó là cái lá cờ đỏ sao vàng đây này. Cài đặt. Các bạn nhớ là tên tác giả là LWFD nhá. Tiếng Anh là LWFD. Ok, mình đã cài đặt thành công rồi. Và tiếp tục chúng ta sẽ cài tiếp ứng dụng OpenVPN. Nó cũng sẽ có nhiều cái các bạn nhá. Có hai cái này. Các bạn lưu ý là tải cho mình cái số 2 nhé. Cái biểu tượng OpenVPN mà nó có hai cái dâu ấy, của tác giả Agni Squabi. Ok, mình đã tải xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái ứng dụng Vietnam VPN lên nhé. Nào, mở lên nào. Đánh dấu vào ô tô tin tưởng ứng dụng này này. Đấy. Rồi, như vậy là các bạn đã có được IP Việt Nam rồi. Khi đó thì các bạn chỉ cần mở YouTube lên và vào kênh Web Thể Thao thôi. Thử nhá. Đây mình đang ở giao diện YouTube trên điện thoại. Bây giờ mình sẽ tìm kênh Web Thể Thao. Đấy. Và có một số chương trình thì nó sẽ hiện trực tiếp như này, có một số thì nó sẽ không hiện ra ngoài, thì các bạn có thể nhấn vào kênh này. Đấy, xong vào phần sự kiện trực tiếp nhé. Thì nó sẽ hiện ra. Bởi vì là có những lúc nó sẽ không hiện ra ngoài, hoặc là có những lúc mà các kênh YouTube người ta phát lên 3-4 trận ấy. Thôi, mình hướng dẫn đến đây thôi. Lần sau các bạn cứ có giải nào mà có Matchroom và web thể thao phát thì sẽ làm như thế nhá. Tương tự như vậy thì trên máy tính ấy, các bạn cũng có thể cài giả lập Android và làm các bước tương tự như mình đã làm. Rồi, thân ái chào tạm biệt mọi người. Lúc này thì đang là 15:12 ngày 9 tháng 8 năm 2023, trận đấu giữa cầu thủ Dương Quốc Hoàng và Nguyễn Công Thành trên bàn TV1 của giải đấu European Open 2023. Lúc mà mọi người đang tìm kiếm trận đấu này nhiều nhất và các bạn khán giả nước ngoài cũng cần nó nhất, thì mình đã kịp thời làm cái video này hướng dẫn cho các bạn. Chúc các bạn xem các giải đấu của Matchroom thành công, vui vẻ và miễn phí. Tạm biệt. Nhớ đăng ký kênh YouTube của Lão Mõ nhá.